lính đâu hãy đem kẻ trộm con chim vàng đến đây tại sao nhà ngươi dám bắt trộm con chim vàng của ta ai sai ngươi đến đây thưa quốc dương không ai sai con tới đây cả nhưng vì con rất thích con chim này nên có ý đem nó về nuôi chỉ vậy thôi thích thì vào lâu đài của ta rồi lấy đem về hay sao người có biết ở dương quốc của ta ai trộm cắp thì bị xử tử không tàu quốc dương cha mẹ hay bất cứ ai cũng không dạy con cái trộm cắp. Con xin nhận tội này. Cha mẹ ngươi là ai? Ta nhìn y phục ngươi mà không giống kẻ tầm thường. Ngươi từ đâu tới? Con chỉ là người thợ săn bình thường. Có biệt tài là lấy được bất cứ thứ gì. Nếu gì không tiếc thương con chim quý, phải ở trong cái lòng cũ kỹ, lại bị đói khát, thì con đã lấy được con chim vàng của ngài rồi. Cậu bé này nói có thể lấy bất cứ thứ gì trong khi ta rất muốn có con ngựa vàng hay là nếu ngươi muốn thoát tội chết thì hãy đem về đây con ngựa vàng phi nhanh hơn gió ta sẽ thưởng cho ngươi con chim vàng này dạ con xin tuân lệnh